Mới đây, câu chuyện về mặt nhẫn đặc biệt được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Hôm trước, có chị khách mang cái răng đến bảo làm cho chị chiếc nhẫn nam để chồng đeo. Thấy lạ, em mới hỏi đây là răng con gì. Chị bảo đấy là răng ông chồng chị. Đêm hôm trước, đang ngủ mơ ông chồng cũ ở gọi tên người yêu cũ. Thế là tiện tay chị giả cho một cái răng luôn một cái răng ra. Thôi đằng nào răng cũng gãy, chị ấy làm cái nhẫn để chồng đeo chơi. Tiện thể, đây cũng là cách nhắc nhở ông chồng rằng mới tiện tay giả nhẹ chứ nếu giả thật lực thì chẳng biết điều gì xảy ra đâu. Cái răng ban đầu đây. Làm mặt nhẫn cũng sành điệu đấy chứ. Đúng là một câu chuyện hài hước đính kèm các bức hình về một cái nhẫn có mặt là chiếc răng. Dân mạng đọc xong đều bật cười vì hài quá. Tuy nhiên, bất cứ ông chồng nào đọc xong chắc cũng phải xanh mắt vì cách xử lý quá gắt của chị vợ này. Nhiều người cho rằng, đây là một câu chuyện bị đi kèm với chiếc nhẫn với mặt răng đặc biệt thôi. Bởi bình thường, ai lại ra tay tàn nhẫn đến mức ấy với chồng. Răng bị đánh rơi ra lại còn đi để làm nhẫn, thật là tàn nhẫn quá. Chắc là chuyện bị nhưng mà đọc xong thấy cũng vui ghê. Bình thường người ta dùng răng thú để làm trang sức, bây giờ đến răng người cũng được tận dụng rồi đấy. Nhìn quả nhẫn độc nhất vô nhị mà thấy hài, một dân mạng viết.